sang phòng bạn gái ăn tối, thanh niên sang chấn tâm lý khi chứng kiến căn phòng ngập rác. Mới đây, cư dân mạng được fan ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh tượng ở bẩn có số má của một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh đẹp thơm phức, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều bí thuật. Thậm chí nhiều netizen xem xong phải thốt lên một câu chắc nịch rằng đôi khi nhìn vậy nhưng chưa chắc là vậy. Cụ thể, một bạn nam đã đăng tải đoạn video ngắn lên trang cá nhân với dòng trạng thái: được ngày đẹp trời, mấy đứa em gọi điện bảo sang phòng em ăn hàu nướng mỡ hành. Từ những hình ảnh được quay lại cho thấy, ngay khi mở cửa phòng, đập vào mắt người nhìn là một đống rác, đồ đạc linh tinh chồng chất, ngổn ngang lối đi vào. Tiến sâu hơn vào bên trong là vỏ đồ ăn, túi ni lông, chai lọ và có cả đĩa hàu nướng mỡ hành đã ăn hết nhưng chưa được đem vứt mà bày bừa luôn trên nền nhà. Sốc hơn khi bên cạnh đống đồ bừa bộn này là hình ảnh cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường và đống chăn chiếu ngả màu đen xì. Chưa hết, tường nhà dù đã được dán giấy, song cũng trông chẳng sạch sẽ gì, còn nền nhà cũng như cả năm trời chưa được lau chùi dọn dẹp. Chứng kiến cảnh tượng, ai đi qua cũng bày tỏ sự ngán ngẩm, không nghĩ đây là căn phòng dành cho người ở. Thậm chí một bạn nữ trẻ tuổi với vẻ ngoài xinh xắn lúc nào cũng thơm tho mỗi khi ra đường. Nhìn mà buồn nôn, không hiểu sao có thể ở được trong một căn phòng ngập rác thế này. Đúng là nhìn vậy, nhưng không phải vậy các bác ạ. Ra đường lúc nào cũng thơm phức, nhưng chắc gì về nhà đã sạch sẽ đâu. Thấy dĩa hào mà mắc ói luôn chứ ăn uống gì nổi nữa. Nhưng anh em tất, còn tôi xin phép được quay xe ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.